Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn một con máy con Vin và con Vinbot sử dụng cho gia đình ha, rất là nhỏ gọn và có vali sách rất là tiện lợi ha. Con này với mã sản phẩm là GSR120LI ha. Còn bên ngoài thì có tem cảnh báo, đây là để chúng ta không bị nhận hàng Vin hàng gì ha. Đó, đây cảnh báo của Vin và mã QR để chúng ta phân biệt trong hình thái với logo Boss thì in chụp nổi lên khá đẹp ha. Rồi thì không biết thời gian của bạn sẽ phối hợp từ bên trong đi kèm với máy thì bao gồm những gì ha. Rồi đầu tiên đi kèm với máy hãng cho chúng ta catalog và hai catalog hướng dẫn sử dụng và cái phiếu bảo hành hãng của Boss ha. Tiếp tục đó là một cái bộ này thì đi kèm một bộ này thì có một thang máy, hai pin và một sạc ha các bạn ha. Đây, đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu trước là cục pin ha. Cục pin này với 12V ha, 12V với 2.0A thì cũng khá là mạnh, rất là nhỏ gọn, rất là nhẹ, dễ dàng sử dụng ha. Với đây chân sạc đây, để sạc đây, để sạc thì cắm vào sạc thì nó cũng khá là đơn giản ha các bạn ha. Đó, cắm vào, nó dùng khóc là được rồi các bạn. Rồi, đó, rất là đẹp. Rồi, để sạc. Rồi, với cắm đây, điện 22 nha các bạn ha, gia đình. Rồi, tiếp tục tới phần thân máy. Thì pin này có gắn sẵn luôn phần thân máy rồi các bạn. Với hãng Boss thì luôn luôn có cái tem mà chống hàng giả 7 màu ha. Boss là tem bổ hồng luôn. Đó, với logo hiệu và mã máy in 2D ha. Bên này thì in thông suốt kỹ thuật nha các bạn ha. Đó, rất là nhiều tem chống hàng giả. Đó, và tiếp theo đó thì như các bạn có thấy thì đây cái thân máy thì rất là nhỏ gọn. Với phần thân thì được thiết kế bằng nhựa rất cao cấp từ hàng Boss ha. Và cao su thì được ốp ở phần đuôi và phần tay cầm để chúng ta cầm nắm không bị sợ chân trượt tay và chống va đập ha. Con này thì nó gắn được mũi tối đa là mũi 10 nha các bạn ha. Mũi 10 với vòng vòng quay đại của nó thì vòng tua của nó là tới 1500 vòng ha, phút. Đó, rất là mạnh. Với đảo chiều thì được nằm phía trên phần công tắc, chúng ta dễ dàng thao tác và tốc quýt ha. Đó, rồi ở trên thì hai cấp độ, hai cấp độ, cấp độ 1 và cấp độ 2. Đấy, cấp độ 2 thì mạnh hơn nha các bạn ha. Rồi, ở đây thì điều chỉnh chế độ ha, quýt con ha, quýt theo từ tốc độ ha, mạnh nhẹ. Đó, rất là dễ dàng thuận tiện sử dụng, thường dùng trong cái những công trình trên cao hoặc là những cái nơi mà chúng ta không xài được những con máy điện thì những con máy quýt này rất là tiện lợi ha các bạn, rất là nhỏ gọn, đây bắt quýt trên cao và sử dụng cho gia đình. Đó, rất là thuận tiện luôn. Thì đây các bạn sơ qua thêm về máy ha, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Với đầu thì đầu cặp này thì gắn được 10 ly ha. Đó, rất là dễ dàng sử dụng. Công tắc phốt thì nó có chế độ vô cấp nữa nha các bạn ha. Đó, cái chế độ vô cấp nữa. Rồi tháo pin, đó khá là đơn giản ha. Đó, rất là tiện lợi, rất là đẹp. Thì giá thành thì cũng rất là tốt nha các bạn ha. Thì nếu các bạn muốn biết thêm về giá thì hãy liên hệ với số điện thoại này, truy cập vào website để tìm hiểu thêm về giá ha, sản phẩm này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.